Da đẹp, da khỏe, da sáng hồng hào, da căng mịn mướt, tự tin khoe mặt mộc mỗi ngày. Đây là một điều hoàn toàn có thật khi mà chị em sử dụng combo viên uống tinh dầu hoa anh thảo và vitamin C nhé. Vitamin C thì không cần phải nói quá nhiều rồi, hỗ trợ sáng da này, hỗ trợ chống nắng nội sinh này và hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho da. Còn tinh dầu hoa anh thảo cung cấp các axit béo thiết yếu cho màng tế bào da, hỗ trợ duy trì độ ẩm này, độ đàn hồi và độ săn chắc của da. Ngoài ra thì gamma linoleic acid có trong tinh dầu hoa anh thảo còn hỗ trợ cho mình chống viêm này, chống oxy hóa này và giúp hỗ trợ làm dịu các vấn đề về da như là mụn trứng cá này, viêm da dị ứng này, đảm bảo hàng rào bảo vệ da luôn vững chắc và có khả năng hỗ trợ chống lại các dấu hiệu lão hóa như là nhăn da này, da sạm, da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời. Và acid linoleic ở trong dầu hoa anh thảo còn có tác dụng là hỗ trợ làm đều màu da nữa nhé. Nhờ có công dụng bổ trợ cho nhau rất là tốt như thế, cho nên là combo tinh dầu hoa anh thảo và vitamin C thực sự đem lại rất là nhiều lợi ích cho làn da của chị em đó nhé. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.